Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh cách bơm ga cây súng này nhé. Caliber M1851 bơm ga. Thì lỗ bơm ga của nó là ở dưới đáy của chuôi súng. Đó, đáy của chuôi súng. Thì bình bơm ga này, anh em chỉ cần ấn trực tiếp vào cái lỗ này là được. Không cần dùng van bơm hay là vòi bơm gì cả. Ấn trực tiếp vào. Bình này là chuyên dụng, bên em có bán luôn nhé. có bình lớn và có bình bé. Đây, em sẽ ấn trực tiếp vào luôn này. Đấy. Thì ấn vào, thao tác ấn chỉ cần ấn nhà ấn nhà ấn nhà không cần phải ấn giữ chặt đâu mà cứ ấn nhà cho em đây là kinh nghiệm cá nhân ai mà bảo ấn giữ chặt là không đúng phương pháp như này là nhanh đầy bình ga nhất ok vậy thôi sau khi bơm ga xong thì anh em phải chờ một lát nhé chờ một lát bởi vì khí ga này nó rất là lạnh cây này của em thì cực kỳ bền luôn thép đúc rất là nặng cho nên là anh em test thử thoải mái luôn thoải mái luôn vô tư luôn nhá bây giờ em thử luôn này à, bơm ga xong thì lửa ra rất là mạnh lửa ra quá mạnh thì bây giờ em hướng dẫn luôn là cách điều chỉnh ngọn lửa lớn và nhỏ Thật ra thì tất cả các loại bật lửa dùng ga thì đều có lỗ bơm ga giống nhau thôi. Em ví dụ cây bật lửa đô la này nó cũng có cái lỗ này giống nhá. Đó, bật lửa móc khóa xe Ben Lầy này nó cũng có lỗ bơm ga giống nhau này. Tất cả 99% là lỗ bơm ga giống nhau. Thì bây giờ mình chỉnh lửa bé lại đúng không ạ? Mình xoay cái lỗ này xuôi chiều kim đồng hồ, xuôi kim đồng hồ và bé lại, và ngược kim đồng hồ là to ra. Anh các anh nhớ nhá xoay xuôi chiều kim đồng hồ là bé lại em cho bé lại một chút rồi Đấy, ngọn lửa thì hiền hơn một chút Thế là ok Thì để xoay cái lỗ này thì các anh nên dùng tua vít hai cạnh loại nhỏ Hoặc là cái nhíp nhổ lông để xoay cái này là tiện nhất Ok được chưa ạ? Rồi Có gì thắc mắc thì cứ inbox cho em nhé Cái này là côn xoay Bên này là 6 lỗ ok xin cảm ơn kệ okay, đỡ trưng bày luôn này cái này thì em sẽ tặng kèm luôn cho các anh để trưng bày trên tủ rất là đẹp